Hello, xin chào cả nhà thân yêu. Hello cả nhà. Con đang ở đâu? Con đang ở đâu vậy? Con đang hồ bơi à? Trời ơi, lúc trời. Ở bên quân Lê Thuộc. Khu du lịch Con Tâm. Không Tâm. Không Tâm à? 700 ở địa chỉ 700. Đây mà mua quá cuộc. Vé vào cổng là 40.000 cho người lớn và 20.000 cho trẻ em. Gia đình mình vô hết 120.000, đỡ xe 5.000 nữa. Là cũng ổn à? Cũng ổn mà thấy quá trời luôn. Có nhiều lắm. 32 32. Mà cả nhà. Khó quá chục một luôn. Nhà kho, nhà bếp, rồi đường tre, khu giữa trại, hồ bơi. Khu vui chơi trẻ em. Giờ mình sẽ đi khám phá. Nghe đồn là đi nguyên ngày luôn á. Rồi giờ mình đi khám phá thôi. Con mình phát hiện ra một trái đầu tiên. Nhã Phương, trời. Nhã Phương Trường Giang hay gì vậy? Ờ ok. Rồi đi con. Nay ngày lễ người ta cũng đi khá đông với cô chú anh chị ơi. Cảnh cũng rất là đẹp, mát mẻ. Ồ, trong đây có một con đường để chế đi chụp hình rất là đẹp luôn. Em đi đường này đẹp quá em ơi. Ồ, người ta đi mặc đồ cải trang để đi chụp hình nè. Ủa gì kỳ vậy? Đó, mình sẽ review sơ cái khu vực này. Được trồng rất là đẹp. Xung quanh có các bạn trẻ đang tập đánh đàn, chuẩn bị biểu diễn. Wow, đẹp quá. Mẹ đi qua bển gì vậy con? Trong đây còn có hồ bơi nữa. Với tới cái thời tiết này thì bơi rất là mát mẻ ha. Ủa, hồi nãy em đi Hàng Tre mà em đi qua đây à? Kiếm gì? Kiếm gì? Coi hồ bơi cho mấy đứa nhỏ nè. Mà mít chân đào mà. Trong đây rộng lắm. Trong đây rộng lắm, đi không có hết đâu. Đúng không? Ở đây có hồ sen, hồ súng gì. Khung cảnh rất là hữu tình. Ồ, em bé mặc đồ người dân tộc đẹp quá. Đúng rồi con, mình đi chơi đi, mốt về rồi mình đi bơi nha. Gió mát. Thôi cứ đi từ từ em. Sao mình không đi cái Hàng Tre kia đẹp quá không đi. Trời ơi. Đẹp quá phải đi nhiều lần chứ. Rất là nhiều góc để chụp hình sống ảo cả nhà ơi.
còn có một cái nhà hàng rất là bự. Đúng rồi con. Đúng rồi, nhà hàng Vườn Tre. Ok con. Nhà hàng Vườn Tre. Đúng rồi con. Những con gà được nướng lên khói bay nghi ngút. Phía bên trong nhà hàng rất là đông. Nay người ta đi lễ vô hôm nay người ta ăn uống vui chơi, không gian ấm cúng mát mẻ. Đâu à, mẹ nấu quá không? Đem ra sáng đi. Gỏi măng tươi sao? Nói chung là thấy giá cũng ổn định. Ví dụ là nước suối có 8.000 chai, Pepsi 12.000 lon, Red Bull 15.000, Sài Gòn Sam 15.000, Sài Gòn Nâu 20.000. Vậy là nước uống thì giá cũng không có mắc. Cơm lam 20.000 một ống, gỏi gà lõi chuối 80.000 dĩa, rồi rau tập tàn 60.000 tô. Rồi coi sơ vậy được không? Heo nướng 20.000 xiên. Rồi mình cầm tờ này đi tức nữa tức. Đi đâu? Đi đi xuống đây thử coi. Ồ, hai con công quá ha con. Đi qua em. Qua đi đi đường này nè. Đây khu vực nhà nghỉ Buffalo. Mình sẽ đi bên hông nhà hàng đi xuống khu vực phía dưới để khám phá những địa điểm mới nữa. Ở trong đây cũng có một cái hồ rất là bự, rộng. Mưa tới hả? À, quên đem cái bạc theo em. Thôi vậy mình kiếm chỗ nào ngồi được mình ăn. Ở trong đây trồng rất là nhiều trái cây, giống như là chanh dây nè, rồi dừa nè, chuối nè, cây xanh bóng mát xung quanh. Đường thì uốn lượn quanh co. Cây chôm chôm. Ở đây ghi là cây chôm chôm nè cả nhà, mà mình chưa thấy cây chôm chôm, chưa thấy trái chôm chôm. Có cây khế nữa, cây me. Đường xá ở đây làm rất là dễ đi, được thiết kế uốn lượn quanh co rất là đẹp. Nhà vệ sinh cùng với thỉnh thoảng bắt gặp vài biểu tượng như một quả chuối khổng lồ giữa một cái hồ nước. Du lịch Khontam đồi quốc mẫu Âu Cơ, cây ước nguyện, vườn tượng cây Tây Nguyên. Cây chuối cao khổng lồ. Từ cái gốc mà lên trên đây cao cũng cỡ khoảng 20-30 mét. Với những hàng cây tre cũng cao không kém. Mình sẽ đi xuống cầu thang để ngồi những nơi
ngồi nghỉ ở ven bờ sông rất là đẹp. Ồ, cây măng bự quá, bự bằng người luôn, ôi cao hơn người luôn, măng khổng lồ, măng này mình muốn tự hỏi là có ăn được hay không. Trời ơi, cây măng kia còn bự hơn nữa. Cây đó mang nó thành cây luôn rồi. Hello. Rồi, ngồi đây đi. Tụi mình đã kiếm được một chỗ ngồi cũng rất là lý tưởng. Nhìn xa xa ra phía bên kia, không biết khu vực nào này. Trời thì hôm nay cũng đang mưa lất phất. Chắc mình sẽ quyết định ngồi đây ăn uống một chút xíu. Trời bớt mưa sẽ đi khám phá tiếp. Sau một hồi lây hoay, đi tới đi lui, lửa tới lửa lui, giờ gia đình mình cũng đã yên vị tại một cái khu vực rất là đẹp, ngay giữa bờ hồ. Nay gia đình mình sẽ ăn một bữa tiệc, đó là cơm gà tam kỳ. Món ăn bao gồm một đùi gà nướng và một hộp thịt luộc và một đùi gà chiên, gồm 4 trái chuối nữa. 4 trái chuối nằm trong một buồng chuối mà gia đình mình đã hái được. Đính chính là gia đình mình hái trên đường quốc lộ nha cả nhà ơi. Mình chơi ngoài chuối đưa lồng coi. Chứ chuối này nó cũng đẹp lắm. Đâu phải, nãy bỏ vô cơm nó nóng à. À, nó bị nóng hả? Giờ ăn cơm đi. Nãy ăn bán cơm chữ thần kìa. 100 ngàn hết luôn á. 100 ngàn là hết cái phần cơm đi. Ba ba giúp gì nhà ăn nha. Giúp gì nhà ăn nữa hả? Nữa. Ăn đi, ăn vừa xong là nắng vừa lên. Bây giờ hồ bơi nha ba. Ok. Lùng nó khoái hồ bơi lắm. Không, đừng đi hồ bơi vô đây. Bơi lâu. Đi hồ bơi trên giống như nhà đi. Hôm nay mình đi review đi. Xin phép ngồi ăn chút xíu nha quý cô chú anh chị. Chút nữa mình sẽ tiếp tục cuộc hành trình. Bây giờ tiếp tục chuyến hành trình. Đây là một khu vực mới. Hai bên đều trồng những bông hoa rất là đẹp. Chim kêu ríu rít. Họ có con chim gần đây. Nhìn phía xa xa là những hàng cây tre cao, thoang thoảng có những tiếng nhạc hát du dương. Với giá vé một người lớn là 40.000 người và trẻ em là 20, thì một ngày đi vô đây thì cũng rất là hợp lý. Chị bác, khu vực này là chụp hình rất đẹp, bông đủ màu đủ sắc. Xa xa có những chiếc cầu. Trời ơi em bé. Chuối mà mọc lồng thồng. Cái này chuẩn bị chín là xong là không biết còn hay không. Chuối lồng thồng kiểu này là chín rồi chắc không còn quá.
Cái đường này bắt qua bên đó cũng nhà hàng luôn rồi. Nhà hàng ăn uống bên đó. Xuống coi cái sen coi ba. Xuống coi cái đi lên. Bông sen. Ăn uống mát mẻ thoải mái. Hầu có nước suối nhân tạo bên kia kìa. Ở đây có một cái chỗ ngồi được làm bằng những chùm cây được kết lại với nhau. Wow, vô đây ngồi mát lắm. Ngồi đây nè, nhìn ra phía xa xa cái hồ. Ồ, khung cảnh quá đẹp. Suối chảy róc rách ở phía xa. Đi em. Đâu con? Trời ơi, mặt bị gì tội nghiệp quá. Đây, mặt lá xì. Rồi em cũng giống luôn. Rồi đi em. Mình ở Buôn Mê Thuột mà mình không biết đi đâu á thì mình đón xem video ủng hộ đó. Dạ. Mình đang đi tới khu vực của một cái thác, thác nước. Ồ, suối chảy róc rách đẹp quá. Đẹp quá à. Trơn lắm hả bạn? Qua đây là khu vực này là mình sẽ thấy toàn cảnh của xung quanh hồ. Khu du lịch Con Tham. Đường đi luôn có những chiếc ghế ngồi
thoải mái, vừa để nghỉ ngơi và vừa để chụp hình từ xứ. Còn phía bên hông này là khu vực nhà ăn, nhà hàng, ăn uống. Khu bên đây là khu chụp hình nè, nó lấy được toàn cảnh luôn. Hai bé nhà mình đang chạy tung té chạy từ thôi. Vì hai thì bị đau chân. Mẹ đâu? Ủa mẹ bám qua đây hả? Kỳ vậy? Thôi có ông già con cá à. Ủa cá.